Chào các bạn, hôm nay mình sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe những câu chuyện ma có thật. Thì câu chuyện ngày hôm nay đó chính là câu chuyện căn nhà số 23 các bạn ha. Thì đây là một câu chuyện có thật do mình chứng kiến luôn. Thì cạnh bên nhà mình đó chính là nhà cô của mình ha. Thì một ngày đó thì giường của mình mất. Mà mất ở Long An các bạn, chứ không phải ở trên thành phố. Thì có một ngày kia đó thì có một cái anh ghi điện. Tuy nhiên nhà này cũng lâu quá không có ở các bạn. Thì cái hóa đơn tiền điện cũng cộng dồn. Rồi xong rồi anh này mới đến anh thu cái phí tiền điện mỗi tháng á các bạn. Thì kiểu như là nhà không có người ở nhà, nhưng mà thì anh ta có được cái số điện thoại của căn nhà ha. Thì một hôm thì anh đó anh đến anh thu tiền điện, anh mới gọi cho chủ nhà. Nhưng mà thật ra thì gia đình cô của mình thì về Long An hết rồi các bạn, nhà không có ai ở đó. Thì gọi điện thì kiểu như nhìn ở ngoài thì không có thấy khóa các bạn, khóa trong á, đi cửa sau á. Thì anh thời điện, anh thu phí tiền điện là anh mới gọi điện. Thì bạn tin không, có người bắt máy. Gọi thoại bàn á, có người bắt máy. Thì đầu tiên là nghe bắt máy, không có nghe nói gì hết. Xong rồi nghe tiếng dép các bạn, tiếng dép lẹp xẹp trong điện thoại á. Rồi tiếng một ông già bắt máy. Nhưng mà nghe nó nghe như là nghe tín hiệu bị nhiễu sóng các bạn, không có nghe rõ. Thì anh này mới alo alo hoài không được thì anh mới cúp máy luôn. Thì anh mới hỏi nhà kế bên là nhà thím của mình kế bên nữa. Anh mới hỏi là chị ơi, nhà này có người không, mà sao nãy gọi điện có người bắt máy mà không thấy ai ra hết. Thím mà nói ủa, nguyên gia đình này về quê hết rồi, không ai đây hết. Mà cái anh thợ điện nói ủa, sao có nghe tiếng được ông già các bạn, tiếng ông già bắt máy. Thôi chết rồi, biết rồi các bạn. Anh bỏ đi một mặt luôn, rất là sợ. Mà thím mình nghe xong câu chuyện thì thím mình rất là sợ. Rõ ràng là căn nhà không có ai trong nhà hết. Đó là chưa nói các bạn. Thì xoay quanh căn nhà rất là nhiều câu chuyện kỳ bí ha. Mà nhiều khi mình kể không hết đâu, thì mình sẽ kể hai cái câu chuyện nhỏ tiêu biểu thôi. Thì đó là câu chuyện đầu tiên vì anh thợ thu phí tiền điện các bạn ha. Câu chuyện thứ hai là khoảng một tháng sau thì căn nhà vẫn không ai ở các bạn ha. Thì nhà mình á, thì cạnh bên thì nó có cái gác, nhà mình có cái gác đi lên á, thì nó có một cửa sổ thông qua bên kia các bạn. Thì mẹ mình mới nhìn qua thì thấy cái nhà tắm của nhà của cô mình mà không ai ở, thì nhìn qua thì thấy có mở đèn, nhà tắm mở đèn và nghe tiếng rất là nhiều người lào xào các bạn. Mình nói là ủa, không lẽ người ta về rồi hay sao, không lẽ cô mình với lại mấy đứa con á lên ở rồi hay sao mà nghe tiếng rất là đông người, tiếng lào xào các bạn ha. Mà giống như là tiếng nấu ăn rồi luôn á, mẹ mình kể là có giống như là tiếng nấu ăn luôn. Cái mẹ mình cũng là nghĩ ủa, thật sự ra là không biết là do người ta do gia đình cô mình dọn lên ở hay là do có kẻ trộm, thì tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng mà kẻ trộm thì tại sao lại mở đèn đó bạn, trong nhà tắm có cái đèn cắn này ông nó hát ra bên cái hiên á đó. Thì nếu mà kẻ trộm thì không thể nào mở đèn đúng không. Thì mẹ mình cũng thắc mắc, lúc đó có mình ở đó luôn, mình chứng kiến luôn. Thì mình thấy mẹ mình chạy ra phía nhà trước á, thì nói ủa có chuyện gì vậy. Thì mẹ mình mới kể cho thím của mình nghe ha. Thì cái mình kể cho bạn nghe nha, nhà cô mình ở đây, rồi kế bên là nhà của thím của mình, thím tám ha. Rồi kế bên là nhà mình thì rộng xuống phía sau nhà của cô mình luôn ha. Thì cái khúc sau thì nhà mình sát nhà cô mình, còn phía trước thì nhà thím mình sát bên, và bên đây là nhà của hai thím nữa ha. Nói chung là đất nhà mình là anh em ba mình ở chung. Thì mẹ mình mới lên kể cho hai thím, lúc đó có hai thím ha. Rồi thì khi mà kể thì thím tám của mình á, là nhà kế bên á, mới nói là ủa đâu có ai đâu, phía trước vẫn còn tắt đèn tối thui. Thì mẹ mình ra phía trước nhà, các bạn thấy rõ ràng là tắt đèn tối thui, không có ai ở đó.
Rồi rất là đáng sợ các bạn. Thì mình nghe tiếng lao sao nha. Nhưng mà khi mẹ mình nói chuyện với kể cho hai tiếng mình nghe thì mẹ mình quay vào trong nhà lên cầu thang và không hề nghe tiếng động nào hết. Im lặng. Nhưng mà mặc dù cái đèn neon nó vẫn còn sáng trong nhà tắm đó. Nhưng mà im lặng, đèn thì còn sáng nhưng mà im lặng các bạn. Cái thím của mình mới nói là thôi bây giờ gọi điện cho nó đi, gọi điện cho, tại vì cái người chị mà ở trong căn nhà đó thì hiện tại đang đi làm ở Sài Gòn các bạn, mà không ở trong nhà đó thôi, giống như dạng ở riêng á, mà chị này có chìa khóa, thì thím của mình mới nói là thôi bây giờ gọi cho nó đi. Thì khoảng 45 phút hoặc nửa tiếng gì đó thì chị mình mới quay, chị mình lên các bạn ha, chị mình ghé qua nhà thì không có chìa khóa, không có chìa khóa. Xong rồi đi vòng ra cửa sau, cửa sau thì thật sự ra là một bãi đất hoang các bạn, cỏ mọc rất là nhiều, mà mình thấy khung cảnh thôi là cũng rất là ghê rợn rồi ha. Thì chị mình mới đi vòng cửa sau thì nhìn vào thì thấy cái đèn cà na màu đỏ còn sáng nè, rồi đèn nhà tắm còn sáng và đặc biệt là không có ai, vẫn là nhà bỏ hoang bình thường các bạn. Nhưng mà do lúc mà họ đi họ không có tắt đèn, họ đều vẫn còn để đèn ở đó. Nhưng mà có một điều là thím mình thắc mắc là tại sao mà khi mà đóng tiền điện nhiều tháng rồi mà không đóng mà sao đèn vẫn còn sáng, thì thật ra là chưa cắt, điện nhà nước vẫn chưa cắt các bạn, nhà đó vẫn còn sáng đèn là khoảng 2 tháng luôn đó, khoảng 1 tháng đến 2 tháng là đèn vẫn mở vậy hoài luôn các bạn. Do lúc đi có thể là do họ gấp hay sao đó thì mình không rõ ha. Đó thì chị mình quay qua sau lưng, quay sau nhà thấy là không có gì hết. Nhưng mà các bạn ơi, thì để mình kể lúc này mới là gay cấn nè. Cái lúc á mà chị mình vòng xuống phía sau nhà đó các bạn, thì mình, mẹ mình và các thím và hai thím á là khoảng là 4 người đúng không, đang đứng ở phía trước. Và đứng phía trước của cái nhà đó thì tắt đèn tối thui à, cổng vẫn đóng nhưng mà ý là mình không có khóa ngoài các bạn, khóa trong á, mà mình đứng ở ngoài mình thấy người tối thui. Nhưng mà mình nghe nha, chính mình nghe các bạn ha, bây giờ mình da gà nổi luôn nè các bạn, chính mình nghe khi chị mình đi vòng vào phía sau á thì mình nghe tiếng cửa sắt mở ra rõ ràng luôn, da gà nổi luôn các bạn, tiếng cửa sắt mở ra nghe rất là lớn nha. Nhưng mà thật sự ra là chỉ có một mình nghe thôi, mẹ mình và hai tiếng không nghe, mình có hỏi thì họ không có nghe. Mình mới kể lại là như thế này, khi mà chị mình vòng vào phía sau nhà để coi coi có ai hay không á thì mình nghe tiếng mở cửa sắt, nhưng mà thật sự ra không có ai đi ra hết các bạn. Thì thím mình mới nói là chắc là người ta nghe á, người ta đi các bạn ha, nghe tiếng cửa sắt rõ ràng, giống như là mình nói ủa hình như chị mình đó là nó mở cửa sau nó vô được rồi và nó đi ra sao đó, mình nghe tiếng cửa sắt mình cứ nghĩ là nó đi ra, nghĩ chị mình nó đi ra các bạn hiểu không, chị họ, mà thực ra nó đâu có chìa khóa đâu, nó không có chìa khóa, nó vô rồi các bạn, nó chỉ xem vậy thôi, rồi bữa sau nó mới lấy chìa khóa nó mở cửa nó tắt đèn tắt cầu dao ha. Đó còn cái ghê không, nghe rõ ràng là có tiếng mở cửa đi ra các bạn, thật ra cửa mới mở, mình cứ nghĩ là đinh đinh là trong đầu mình là chị mình sẽ đi ra, thật ra không có. Thì thím mình nói là chắc là người ta nghe cái như có động tĩnh rồi các bạn, người ta sẽ đi ra ha. Đó là một câu chuyện thứ hai rất là đáng sợ rồi ha. Và khi mà mình kể tiếp luôn thì cũng một thời gian sau á thì có một gia đình khác kiểu như bán luôn căn nhà đó luôn đó các bạn, thời gian sau là bán luôn, mình nói là bán luôn, và chủ khác người ta không có ở, chủ người ta mới mua người ta không có ở, người ta mới để nhà bỏ hoang, thì có ai thuê thì người ta sẽ cho thuê, và có một gia đình đó thuê ha, có hai vợ chồng và một vài người em của chồng á, là em chồng á ở chung. Thì một ngày đó họ tổ chức nhậu các bạn trong ngôi nhà đó luôn nha, họ tổ chức nhậu cứ như thanh niên mà các bạn, thì cuối tuần hay nhậu á chúng mình hết. Thì nguyên một nhóm bạn, thằng đầu tiên thì nó thấy ông già và ha, nhìn lên cầu thang gác á, nó thấy một cái ông già
kêu đi đi, đừng có ở đây nữa. Chỉ vô mặt luôn các bạn. Cái kiểu đó, như nó phỉnh á, thấy lơ mơ vậy thôi. Thì nó mới kể lại thì mấy đứa kia là không có gì đâu, cái cho mày xỉn này mày mớ gì vậy, thấy rõ ràng một ông già đuổi đi nha, mắc đi. Rồi khi mà nhậu xong á thì có một đứa nằm trên ghế salon các bạn, nằm ngửa lên à. Thì em thấy trên gác một ông già nhảy xuống các bạn, ông già trên gác á nhảy xuống đè lên người nó à, nghe mà như là nổi da gà hết luôn các bạn, rất là đáng sợ. Thì nhiều khi nghe tiếng mùi khét các bạn ha, thì các bạn nhớ là khi mà mình nghe mùi khét thì các bạn cũng đã hiểu rồi các bạn ha. Khi mà mình vô một cái nhà nào đó nghe mùi khét mà không có cái không có chập điện không có gì mà nghe mùi khét rất là nồng nặc là các bạn cũng đã hiểu rồi ha. Đó, những câu chuyện nó đáng sợ. Thì thật sự ra gia đình đó cũng họ cũng chuyển đi với bạn. Thì mình nghĩ là chắc có thể là do dượng của mình ha, ông già mà thấy một ông già chắc cũng có lẽ là dượng mình về nhà chẳng hạn, thì mình nghĩ vậy thôi, mình không có đề cập nhiều. Và khoảng sau thời gian này thì vẫn còn có người ở các bạn, thì đó là một cái nhóm bảo vệ của cái tòa nhà phía đầu đường á, đầu đường mình cũng có một chung cư cao cấp. Thì nhóm bảo vệ này sẽ xe ở chung với nhau các bạn, khoảng 4-5 người gì đó ở chung. Thì họ nói thì họ cũng có thấy, nhưng mà kiểu như mình cúng kiến mình thành tâm thì mình có vẫn có thể ở được các bạn. Thì lâu lâu mình có nghe loáng thoáng bên nhà kế bên á, thì họ mở tụng kinh ha, mở tụng kinh. Thì nói chung là câu chuyện, những câu chuyện là có thật các bạn ha, do mình chứng kiến luôn, rất là đáng sợ. Thì nói chung là qua những cái câu chuyện như này thì mình nghĩ là những cái người mà họ gắn bó với những ngôi nhà đó, thì họ luôn trở về các bạn, họ luôn trở về khi họ chăm sóc ngôi nhà của mình các bạn ha. Thì khi chúng ta đến những ngôi nhà này thì chúng ta nên thành tâm cúng kiến các bạn ha, để mà mình được ở trong những ngôi nhà đó. Thì đây cũng là một câu chuyện, một câu chuyện ngắn xung quanh căn nhà số 23 thôi, nhưng mà quả thật rất là đáng sợ các bạn ha, và mình khẳng định là những câu chuyện này rất có thật các bạn.